của Pháp chỉ khoảng tầm 5 giây, 10 giây thôi, xem máy đi bụng cả 4 người luôn. Bumi Sport làm gì đấy qua đó, nhưng mà nó được Future Roy không? Zambi nóc được Zuka, đó có chỉ là Sportster. Bắt được hai người bên phía đến Bumi Sport và Bu bất đi hai. Đụng vào King Roy của chúng tôi à. Sura gắn thêm cả những chiều Bonfit nữa và sẽ là tuổng 4-2 thuộc về cho Roy Sport. Nhưng đây là pha bắn nhau ngoài bo. Đúng vậy, ngoài bo đã là dạng phase thứ 3 rồi. Sportster đang có một cái vị trí mà cá nhân mình cảm giác rằng sẽ có thể tạo sự đột biến, vẫn còn một quả nết. Và bây giờ thì Khả bắt đầu đẩy ra một tình huống mở cánh quá hay đến từ phía trước Khả. Rezai đã bị bắt rồi, chỉ còn lại chỉ còn Flyboy mà thôi. Flyboy ở đâu thì ai cũng biết. Bắt đầu mở thêm cánh đến từ Roy để có thể khai thác thêm những điểm kill. Đây rồi, quà rơi vào mồm không ăn thì lại là quá phí. Nào, chạy đâu cho khỏi nắng đây. Có lửa để có thể chặn đường vào. Flyboy có thể sẽ không ăn đam đâu, không ăn đam lửa, nhưng mà quả nết này thì là vĩnh biệt. Vĩnh biệt Flyboy. Nhưng được cái ở trong cái giai đoạn này chúng ta đã có lợi thế, chúng ta có một cái tầng thượng để có thể đẩy lên. Và đây là một cái trung tâm vòng bo, thế nên là tầng thượng sẽ là một cái ý tưởng cực kỳ tuyệt vời. Và bây giờ thì Kickfarm và Boom bắt đầu vào với nhau. Hai người knock out đến Boom Esports rồi. Kickfarm đang tỏ ra là quá vượt trội. Và bây giờ thì phát hiện đối phương tay đã cầm nết. Mika muốn đẩy vào nhưng có quả nết trả ra kìa. Quá khó chịu, nhưng cuối cùng thì Boom Esports không để nào đứng lại được quá lâu. Đây sẽ là thời điểm mà Roy Esports cần phải đưa ra câu trả lời. Potcher đã đẩy xuống, Potcher đã vào đạp đủ. Potcher ở đây không để double kill, nhưng còn một người và đó là top 1 dành cho Roy Esports. Một tình huống truy cản tới từ Bossata trên cái bậc tầng 2, và liệu rằng là Kha có biết điều đó hay không? Dù cây thì đang cố gắng trả nết và đang được chạm ở một nhịp cuối cùng tới từ Zenfort. Sata thì đang phải 4v2. Đã lộ tiếng Lapa một lần nữa nằm xuống, và đó là một quả nết cân 2 tới từ Dù cây. Rồi thì Sata sẽ làm gì đây? Một khẩu shotgun 5 viên và đang cố gắng trèo để có thể đổi vị trí liên tục tới từ player cuối bên phía BTR. Nhưng đây là một khẩu shotgun không hề dễ để có thể sử dụng dành cho Sata. Nó không phải DPS, nó không phải là S12K, và một động tác rất công kênh của Sata đã khiến cho player này phải nằm xuống. Góc này Roy Sport phải di chuyển trước nha. Một góc cực kỳ sâu. Chỉ là những tình huống ăn mày của cái thành viên bên phía Team Roy thôi. Số đoán bắt đầu có ý tưởng nào. Vị trí của Leon đang không cầm cự được nữa rồi. Tôi yếu máu lắm rồi. Hai thành viên bên phía Team BTL phải làm một điều gì đó. Hay là một điều bắn đến từ vị trí của Zuna. Leon nằm xuống và top 1 dành cho cái thành viên bên phía Team Roy Sport ở trận trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay. Roy còn bao nhiêu quả nết trong tay đây? Khi mà vị trí của cái thành viên bên phía Team Mob đã mất một thì họ không có quá nhiều thời gian để cứu lại người đồng đội của mình. Thủ diễu và đến tiếp theo của Zuke lại chính xác nữa rồi, và Zero phải nằm xuống. Tình huống đưa trở về là 4v2. Zuke tiếp tục hạ gục đi vị trí của thủ diễu. Một trong những chiếc chìa khóa chiến thắng cái thành viên bên phía Team Mob. Cái tên Zuke đang làm quá tốt trong lại một cái thành viên bên phía Team Roy, khi đó là một tình huống làm ba đến từ vị trí của Zuke. Ốc phây ở trên, còn rơi phi tư hiệu ở dưới. Những đối trả đồ vặn, đây là ốc máy của chiến sĩ công vào chẳng bắt được một người. Lợi thế mở ra là chiến sĩ ba đêm chủ gì cây. Double kill dày cho bên phía team series rồi. Creepy bắt đi hai. Lợi thế quá được về team và nó triple kill dày cho team series. Và người cuối cùng thì tiếp theo ra đây nào, đó vị trí của Ba Boy đã bị lộ vị trí, có nét ném vào. Ba Boy có một mạng, Ba Boy ở đây. Nhưng tình huống CS12K làm quá trớ. Hết đạn đến từ Ba Boy và sẽ là 4 điểm kill cộng vào dành cho đội Team Secret mà thôi. Nếu không cố gắng confirm, nó sẽ là một trong những con dao hai lưỡi tự đâm chính mình. Phía sau có thể về bên phía thì Divalus còn có sức xuất hiện thêm cả BTR. Sao nào, Kim Franky vừa rồi cũng đã bị knock vào. Điểm kill thứ 3 rồi, dành cho vị trí của GK. Và sẽ là điểm kill thứ 4. Còn Bivalus họ sẽ bị mắc kẹt. Nhưng đây là một góc bắn quá đẹp dành cho vị trí của GK. Còn vẫn nhanh em ơi, 4 kill dành cho Team Secret. BTR đang ở phía bên ngoài. Và tôi nghĩ rằng GK cũng phát hiện được ra điều đó. Roy Sporter đó trên bản đồ lại bị clear hoàn toàn ở trong map đấu này. Break bị knock vào. Còn hai player lại chỉ cần giữ đúng vị trí thôi là kiểu gì cũng sẽ có cho mình được điểm kill trước cái này bên phía team BTI, thậm chí cả là với cái này bên phía team Bivalus.
Tiếp tục là những tiếng đảo xe thôi. Zikai và ba vs một NMC. Ôi bao đổi ô tô anh gái Frantic ở đây không thể cover được, đó là do người đồng đội của mình khi Zikai đâm vào đi vị trí của NMC. Tình huống tiếp theo vẫn là 3v1. Tôi nghĩ là không có quá nhiều cơ hội dành cho cái này bên phía team Secret. À không, chính xác là vẫn cho cái này bên phía team A kiểu. Tôi đã nhầm. Đúng sao, không sao. Gần như không thể chạy được nữa rồi, và Tông Tông ở trong trận đấu thứ 3 của ngày tiêu hôm nay nó dành cho các thành viên bên phía team Secret. Nhưng cần phải cẩn thận với những góc đứng ném nếp nhà, và CK cũng đang bắn yếu. Drake đang người đứng ở trên khu vực tầng cao để có thể tránh đối phương chạy ra ngoài khu vực đó là tầng 2. Và để những người cầu nếp liên tục vào như thế này, tôi nghĩ là Sersia cũng sớt trở thành con mồi của chúng ta thôi. Kiểu nếp thì vẫn còn đó, biết đối phương có người khả năng cao ở tầm gần, đang bắt đầu có những cái quả nết check lại tầng 1 rồi. Một cơ hội rõ nét để TCP có thể hỗ trợ người anh em của mình đó là Roy. Bình tĩnh thôi nào, hiện tại họ vẫn chưa cứu được nên chúng ta hoàn toàn có thể công nét được. Cùng với lửa, đợi smoke tan thì đây sẽ là cơ hội dành cho các thành viên bên phía team Secret. Lửa đau, ANZ đã nằm xuống. Và bây giờ thì thành viên cuối cùng bên phía team Sersia làm cái gì đây? Đẩy vào cùng nhau chứ nếu không sẽ bị gạt mất. Các bệnh viện bệnh viện Squid Hậu cần phải cẩn thận ở trong tiếng này. Và đó sẽ là những điểm kill tiếp theo. 3 điểm kill dành cho các thành viên bên phía team Secret. Trong một công cuộc gọi là kiếm thêm điểm thôi, chứ còn đi tiếp thì hơi khó. Còn đây thì xem lại, bằng xem lại họ không vào, cho dù Dũng mất một người trước đấy nhưng họ vẫn đang là người có được lợi thế. Chính xác là không phải lợi thế quá nhiều mà đó là Trắng 19. Vâng, Trắng 19 đến rất kịp thời để hỗ trợ cho những người đồng đội. Thêm một bạn khán giả may mắn nữa, đó là bạn Nguyễn Kiều Khanh với comment là Dingo top 1 yêu luôn này. Vâng, yêu rất ai đúng lúc. Nói. Yêu ai bạn lại không nói. Go thì ngoại trừ Lambo ra thì bây giờ thoải mái lựa chọn bạn ạ. Vâng, Netty, Barazin và Levit đều đang có một game đấu rất xuất sắc rồi. Cái lượng kill, cái lượng đóng góp của họ gần như là tương đồng nhau cho cái thành công này của Dingo Xavier. Vẫn còn đồ để trả, vẫn còn smoke từ Netty để có thể tiếp tục bò sâu hơn nữa vào tầm bò. Bây giờ chúng ta đến với cả vòng bò cuối cùng rồi. Tất cả đều sẽ lao vào trung tâm. Và Spider-Ta đấy bò một góc hơi trống, hơi thiếu cỏ, lập tức bị khai thác của David luôn. Điểm kill thứ 9 dành cho Dingo Xavier. Và đây trông rất giống sẽ là một top 1 10 kill dành cho 7 nhện thôi. Barazin hút thẳng sang Bela, có shotgun, có chống cự và bắt được một, nhưng chỉ là knock out không đáng kể. Và chiến thắng gọi tên Dingo Xavier. Vâng, chưa cần đến nét thì đây đã có nét tì rồi. Lại một lần nữa nháo ra và lấy thêm thông tin của đối thủ. Một tình huống từ 3 đến 4 thì bây giờ lại đang là 3v3. Và thậm chí là chúng ta còn đang khoanh vùng đối phương, đang quay luôn xem nai lại rồi. Ba thành viên của xem nai đang bị các thành viên của Dingo Xavier bao vây. Knock out được đem đến từ Levit rồi. Và anh ấy vẫn thoát đi được với một lượng máu ít ỏi còn lại. Đẩy vào, Netty đang muốn cục hơn. Và đó là quét sạch đối phương đến từ Netty với những vấn đề bên chuẩn xác rồi. Không có một cơ hội nào cả, đó là một góc ao bò. Và một tiếng lóc ở khu vực cánh trái này là quá hoàn hảo tới vị trí của Parazin. Levit cũng đang lên xe để có thể đảo. Tiếng bắn hỗ trợ tốt, Vitonet đổi một trước khi phải nằm lại với Parazin. Giờ thì còn đó là Onzen. Nhưng Onzen không có góc. Một tảng đá đã bị lóc và liên tiếp là những trái nét được dội vào tới các thành viên của Dingo Xavier. Với các thành viên còn lại của Booming Sport, nhưng Parazin tôi hỏng rồi, rơi vào tầm ngắm của Dep. Và đó là lý do vì sao mà tôi bảo là chúng ta không nên di chuyển ở tương bao. Lamborghini đổi được cho mình cái bảng của Dep. Nhưng bây giờ sẽ là tứ ông 1v3, Lamborghini có được cho mình cái bảng Yami Mây. Lặn ra bắn yêu đối phương Lambo. Và đó là Lamborghini một mình làm bà Booming Sport Winner winner chicken dinner trong trận thi đấu đầu tiên. Mang tiếng sân đốc gọi tên Dingo Xavier.